Hello, chào tất cả anh em. 2020 đã chuẩn bị đến và cùng nhìn lại một năm vừa rồi thì mình chả làm được một cái điều gì nó quá là to tát cả. Video thì dài ít. Đó, dự định cũng muốn thử sức về bán nước hoa thì là cũng hơi run. Vì không biết là bán thì là sợ là không có ai mua, cho nên đến bây giờ vẫn hơi là lăn tăn là cái việc có nên bán hay không. Nhưng mà dù sao thì vẫn hy vọng là mình vẫn luôn luôn hy vọng là năm 2020 điều đầu tiên mình phải khắc phục đó là sẽ phải ra nhiều video hơn, chia sẻ đến nhiều hơn các anh em những cái chai nước hoa độc lạ và tất nhiên là ngon bổ rẻ. Bởi vì như mình đã nói là mình không có cái xu hướng làm về những chai nước hoa niche, khó mua và đắt tiền mà chưa chắc chất lượng đã đáp ứng được với cái giá của nó. Thì thế mình luôn luôn thích tìm hiểu những cái chai ngon bổ rẻ đó. Thì cái video của mình ngày hôm nay thì cùng nhìn lại một năm 2019 đã gần hết và ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu qua những cái anh em những cái chai nước hoa mà mình đã mua trong năm vừa rồi, gọi là khoe đi. Lao động cả một năm vất vả thì đến bây giờ gọi là có cái tổng kết cuối năm. Ok. Chai đầu tiên mình muốn giới thiệu để cho anh em đó là Roberto Cavalli Uomo. Mình sẽ giới thiệu rất là nhanh thôi các cái chai nước hoa mình đã mua. Chai đầu tiên là Roberto Cavalli Uomo. Đây là cái chai nước hoa mình đánh giá rất cao giữa cái blend mùi giữa hương hoa flora và mật ong hoặc hương cực kỳ tuyệt vời. Thông thường những cái chai mình thấy thì là hương hoa mà mix cùng với một cái mùi ngọt nào đó thì nó hay bị đè lại, bị đè đi, có nghĩa là chỉ thấy cái vị ngọt thôi. Thế nhưng ở cái chai nước hoa này thì nó làm rất là ok, rất là good. Cái hương hoa và cái ngọt đậm của mật ong và hoặc hương, chai nước hoa này cực kỳ thích hợp cho những ngày lạnh mùa đông như hiện tại ở ngoài Bắc này, dùng rất là ok. Và cái nữa thì tất nhiên rồi là phải nó ngon bổ rẻ. Ok, chai thứ hai đó là Tommy Bahama. Mình đang rất là mong mùa hè tới này để mà sử dụng được chai nước hoa này, bởi vì là nó có khế, nó có long diên hương. Thực tế thì khi mà mình nhận được cái chai nước hoa này vào gần hết hè thì mình đã xịt thử, nhưng mà lúc đấy thì nó bắt đầu hơi hơi sang lạnh rồi, cho nên là để mà cảm nhận chuẩn thì nó cũng hơi hơi là chưa chính xác. Thế nhưng qua cái bước đầu của mình thì mình cảm thấy khá là dễ chịu khi ngửi mùi hương này. Giống như kiểu mình đang ngồi trên bãi biển mà xa xa có cái hàng dừa phi lao rì rào á, nhìn ra bãi biển, bởi vì cái mùi hương này của nó rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu. Tommy Bahama Estate Kit. Tiếp theo đó là một sản phẩm của nhà nước hoa niche đến từ Ý, nó có tên là Tiziana Terenzi. Chai nước hoa có tên là Al Contrario. Chai nước hoa này thì được đánh giá là một trong những cái chai best có cái mùi mùi về ẩm thực. Nó văn chương một tí là ẩm thực, còn thực ra nó là mùi thức ăn, một mùi chocolate rất là hay, rất là ok. Nhà nước hoa này thì có lẽ là hơi xa lạ với các anh em. Và chai nước hoa này là 50ml. Đến bây giờ mình đang rất là hài lòng với mùi hương của chai nước hoa này. Tiếp theo đó là Charoque, có đến từ nhà nước hoa này. Bởi vì mình không dành tiếng Pháp nên là mình phát âm nó rất là khó đối với mình. It Libri Doring là cái gì đó. Nhưng mà tên chai nước hoa này là Charoque. Một cái mùi hương hoa mở đầu nó hơi hơi, không phải gọi là hơi hơi mà là khá là khó để mà lần đầu tiên ngửi cảm thấy dễ chịu. Thế nhưng mình cực kỳ thích nốt cuối của chai nước hoa này khi nó kết thúc bằng một cái vị vani rất đẹp. Mình cực kỳ thích nốt vani của chai nước hoa này. Lần đầu tiên khi mà mình xịt thì mình đã quyết định phải mua bằng được chai nước hoa này. Và đến bây giờ thì mình mới nhận được em nó Charoque. Mùi rất là ok. Prada Long Cam và hoa diên vĩ. Prada thì luôn luôn ưa chuộng hoa diên vĩ và mình lại là một fan của hoa diên vĩ, cho nên chắc chắn rồi mình sẽ phải có chai nước hoa này Prada Lolong. Tiếp theo đó là Yves Saint Laurent Y. Bản này của mình là bản EDP. Mùi hương không quá tệ, không tốt nhưng không phải là tệ, dễ dùng. Thu đông, mình nghĩ là thu đông là ok, hợp với các bạn trẻ. Anh em nào mà tuổi trẻ mà cần một cái chai có cái mùi hương mà đa dụng thì Y by Yves Saint Laurent này là sự lựa chọn, một trong những sự lựa chọn mình muốn gợi ý đến. Nữa là Landy Delome.
Bản này của mình là bản 2013. Trang này thì không phải nói nữa, bởi vì mình luôn luôn là một fan của Lana Del Rey. Đến hiện tại thì đến như bản 2018 trước mình được ngửi thì nó đã thay đổi mùi hương khá là nhiều. Cái nốt woody của nó đã thêm vào. Còn cái sâu lắng của phiên bản 2015 và 2013 này thì nó đã bị thay đổi đi ít nhiều. Nhưng tùy theo gu của mỗi người đánh giá. Thế nhưng đối với mình thì vẫn luôn luôn là từ 2015 đổ về là luôn luôn dạng best của Lana Del Rey. Nữa là Thierry Mugler Pour Mart. Anh em nào mà đang cần tìm một cái chai nước hoa mà có cái nốt rượu thì đây, Pour Mart là cái chai nước hoa chắc chắn sẽ phải có. Rượu whisky cộng rượu rum, rượu whisky kết hợp cùng với các nốt gia vị phương Đông rất là hấp dẫn, rất là thú vị. Các anh em nên có chai nước hoa này, Thierry Mugler Pour Mart. Tiếp nữa là Maison Francis Cajun Oud, trầm và nghệ tây. Chai nước hoa này nó khá là khác với những cái trend oud và rose cực kỳ nặng đòn như là phát này. Mà chai nước hoa này thì ngửi mùi nó rất là nhẹ nhàng. Đó, và mình thích cái cách làm mùi của chai oud này. Tiếp nữa là Chris Simple Mountain Water. Không thể nói chai nước hoa này là tốt, nó cũng không phải là tệ. Nhà Chris này luôn luôn vẫn thế, tất cả những chai nước hoa mình đã được ngửi thì đối với riêng Chris Aventus, bởi vì là bản thân mình không phải là một fan của chai nước hoa này, do đó là những cái bản batch cũ mình chưa được ngửi, cho nên mình chỉ kết luận là đến so với những bản Chris Aventus hiện tại và những cái chai nước hoa Chris khác, ví dụ như Himalaya, Chris Silver Mountain Water, Aventus và Vertiver. Mình đã ngửi 4 năm chai. Thì 4 năm chai đến hiện tại của mình đã được ngửi thì không thể gọi là wow lên được, chỉ gọi là ok thế thôi. Còn những chai nước hoa khác thì mình chưa được ngửi, cho nên mình không dám kết luận. Mình chỉ kết luận những chai mình đã được ngửi thế thôi. Tiếp theo, Banana Republic 17 Oud Moisture. Có một câu nói là đừng bao giờ nhìn một cuốn bìa sách cũ nát mà kết hợp nội dung cuốn sách, thì đấy là câu nói dành cho chai nước hoa này. Chai nước hoa này nếu mà các anh em nhìn ngoại hình đây, nhìn ngoại hình của em nó thì sẽ không tin được đây là một chai nước hoa chỉ có giá hơn 1 triệu. Thế nhưng sự thực thì đây là một chai nước hoa mình cực kỳ hài lòng cho cái năm cuối cùng, những ngày cuối cùng trong năm nay. Mình đã tóm được em nó trầm, hồng, bằng nghệ tây. Nhưng mà nó làm theo một cái blend mùi rất là ok, rất 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 tốt luôn. Mặc dù giá thành của chai nước hoa này thì không đắt, nhưng cái cách làm mùi của nhà nước hoa này thì không thể coi thường được. Đó là Banana Republic 17 Oud Moisture. Tiếp nữa đó là Victor & Robe Dirty Trick mực da thuộc và hoa dương vĩ. Khi mà mình nhìn nốt hương của chai nước hoa này, mình giật mình, bởi vì mình không bao giờ mình nghĩ là mực của chai Lalique and Crenoy lại có thể mix cùng với được hoa dương vĩ và da thuộc. Có nghĩa là nhìn nốt hương thì nó rất là trái anh khoe, nó rất là, nói chung là mình không bao giờ mình nghĩ là ba cái nốt gia vị này, ba cái nốt hương liệu này mix cùng với nhau. Thế nhưng chai nước hoa này đã làm mình mê mẩn mà cuối cùng mình đã có được em nó, Dirty Trick của Victor & Robe. Đây là một dòng sản phẩm exclusive của nhà nước hoa này. Mùi hương đối với cá nhân của mình là rất sáng tạo. Canner Airborne, mùi mật ong ngọt ngào. Và đến bây giờ thì mình thực sự là mình cảm thấy rất hài lòng khi blind buy chai nước hoa này. Một cái mùi hương mình nghĩ là khi mà xịt vào mùa đông thì ngửi xong thì chỉ muốn ngửi mãi và nhiều khi chỉ muốn cắn một cái. Đó là Airborne của nhà Canner. Tiếp nữa cũng cùng một dòng của nhà Canner, đó là D600, hoa diên vĩ và cộng với nốt woody, hoa diên vĩ và gỗ. Nhưng mình không nhớ chính xác là gỗ gì, bởi vì mình quên mất rồi. Nhưng
như mình đã nói, mình là một fan của hoa diên vĩ, do đó là những cái chai nước hoa mà có được hay được nhắc đến dùng cái nốt hương nguyên liệu này thì mình thường có xu hướng mình tìm và mình mua. Do đó D600 cũng là một trong những cái mà mình muốn sở hữu, và đối với mình thì chai nước hoa này mình rất là hài lòng. Còn thực tế mà nói thì hoa diên vĩ nó không phải là một cái nốt nguyên liệu mà ai người cũng thấy thích, bởi vì nó không như hoa hồng và hoa huệ hoặc những cái hoa, hoa khác nó ưa mũi trộm mũi. Còn hoa diên vĩ thực sự là nếu lần đầu ngửi thì sẽ không phải là dễ để mà thẩm. Tiếp nữa đó là Replica Jar Club. Chai nước hoa này mình đánh giá nó là tốt nhất của nhà Replica. Một mùi hương nồng nàn thuốc lá và không có thuốc lá và một vài nốt không nhớ chính xác, nhưng tự dung lại khi mà xịt xong thì nó rất là ngọt, thu hút và sexy. Mùi hương này thực ra nó không phải là mới, nhưng xịt vào những ngày lạnh như là hiện tại ở ngoài Bắc này thì ghi điểm cũng rất là cao. Do đó là anh em nào mà cần một cái mùi hương sexy gì đấy, thu hút quyến rũ thì Replica Jar Club cũng là một cái chai mình muốn gợi ý cho các anh em. Thì vừa xong, mình vừa giới thiệu đến cho anh em những chai hoa mình đã mua trong năm vừa rồi. Rất hy vọng các anh em thấy thích video này, hãy like và share nếu như mà mọi người cảm thấy thú vị. Và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.